Dạ rồi, xin thân ái kính chào quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn của chị Tiền ha có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa một số cây mai ha, cúc thọ hương ha, ghép phong tầm trung của chú anh chị, tầm trung ha, mức giá nói chung cũng hữu nghị, với lại một số cây mai ghép giống dảo thủ đức, dảo thơm, dảo nhung, với lại dảo đa phúc của chú anh chị ha. Liền cốt của cô chú anh chị, hàng ghép được 4 năm mùa. Mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì cô chú anh chị mình ủng hộ cho chị Tiền của chú anh chị ha. Mức giá chị Tiền đưa ra cũng hữu nghị. Mong cô chú anh chị mình vào xem ha. Cho em xin một like, một đăng ký kênh để khi kênh quay video mới của mình nhận được, để cô chú anh chị mình nhận được thông báo để vào xem sớm nhất nha. Rồi, mình vào gặp luôn bà chủ, để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi bà chủ ơi. Rồi, em chào tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi, hôm nay trở lại kênh em cũng có một số mai để giao lưu cùng với các cô chú anh chị ha. Rồi, cây đầu clip của em hôm nay em lên thử một cây mai cúc họ hương lớn lớn tầm tung cho các cô chú anh chị ha. Và là bên vườn em là còn khoảng 20 cây. 2 4 6 8 10. Khoảng 20 hai mấy cây ha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây đầu clip của em là mã số 11. Rồi, một cây thọ hương ha. Rồi cô chú anh chị mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ với số điện thoại của chị Tiền ha. Cái cây này nó lắc lượng luôn ha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi hoành ở thời điểm này là được 21 ạ. Rồi, nguyên cái đế rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 115 ạ. Rồi. Rồi ngang là được xây hoài đó không được, đếm đó lại. Rồi ngang là được 85 ạ. Rồi. Rồi cái cây mã đầu clip này em giao lưu với các cô chú anh chị là 2.900.000 ha. Rồi 2.900.000 là em đã bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị ha. Rồi. Nói chung lên là cái này em báo giá là em đã bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị rồi ha. Rồi. Cái này họ hơn vào mùa nút nụ thì các cô chú anh chị khỏi lo ha. Nút nụ là ôm trần do luôn. Rồi. Mình đổi cây luôn ha bà chủ. Rồi tiếp. Rồi tiếp theo mã 12 là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi, cây dảo đa. Cái này là ghép gốc nhớt nha các cô chú anh chị. Này là liền mắt ghép hết rồi ha. Rồi. Cái này là không thấy mắt ghép luôn ha. Rồi, không số luôn bà chủ ơi. Rồi cái hoành là được 10 ạ. Rồi. Hoành cũ là được 20 ạ. Nụ ngon lành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 72. Ồ, giữ dần nụ luôn cô chú anh chị ha. Ngang là 51. Rồi cây này em bao nút nụ nhiều lắm nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 780.000 ha. Rồi 780.000. Đổi cây. Tiếp theo là mã 13. Rồi. 13. 13 cũng là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi cây này cũ đế cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Liền cốt của chú anh chị nguyên cái cũ nè. Rồi, không số đâu bà chủ ơi. Cái hoành là được 10 ạ. Rồi. Rồi, hoành cũ là được 19. Rồi. Chiều cao là 60. Rồi. Ngang là được 37. Rồi. Rồi, cây mã 13 này em giao lưu với các cô chú anh chị là 570.000 ha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, cái tiếp theo cây mã số rồi, 14. Rồi, tiếp theo mã 14 cũng là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi, dảo đa phúc ha. Rồi nguyên cái cũ nè cô chú anh chị. Quá trời quá luôn cô chú anh chị nha. Cái hoành là được 9 ạ. Rồi. Hoành cũ là được 20 ạ. Nụ nha cô chú anh chị, nụ giữ dần nụ. Chiều cao 60. Rồi. Ngang là 50. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 520.000 ha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã. Rồi tiếp theo mã 15 cũng là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Nói chung là nay em lên nguyên một lô dảo đa phúc cho các cô chú anh chị ha. Nguyên cái cũ nè cô chú anh chị ha. Giữ dằn luôn cô chú anh chị. Rồi thông số lắm bà chủ ơi. Rồi cái hoành là được 10 ạ. Rồi. Hoành cũ là được 22. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 62. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16. Rồi tiếp theo mã 16 cũng là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi. Cái này nguyên cái cũ nè cô chú anh chị ha. Liền cốt của chú anh chị ha. Rồi thông số đâu bà chủ ơi. Này liền mắt ghép luôn, cái này em đo ngay cái bò ghép luôn. Cái hoành là được 10 ạ. Rồi. Rồi hoành cũ là được 20. Chiều cao là 66. Ngang là 55. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 600 nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi 17. Rồi tiếp theo mã số 17. Rồi tiếp theo mã 17 cũng là một cây dảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi nguyên cái cũ nè cô chú anh chị mình giờ. Nói chung là nguyên cái này là lô gốc nhớt không nha các cô chú anh chị. Đó, quá trời cái cũ nè cô chú anh chị.
Rồi cái hoành là được 10. Cổ bự lắm nha cô chú anh chị. Mắt dướng dướng. Để đo để ăn gian cái cô chú anh chị ạ. Rồi cái hoành là được 24 ạ. Rồi. Rồi chiều cao là 60. Ngang là 56. Rồi. Rồi cái nệm giao lưu với các cô chú anh chị là 620.000 ha. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo mã 18. 18. Cũng là cái giảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này nguyên cái cũ dữ dằn luôn cô chú anh chị nha. Nguyên cái cũ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha. Rồi, 26 đó bà chủ ơi. Cái hoành là được 10 ạ. Rồi. Rồi hoành cũ là 19. Rồi. Cao là 50. Rồi. Ngang là 46. Rồi, rồi cây này giao lưu với các cô chú anh chị là 520.000 ha. Dạ đổi cây. Rồi, tiếp theo mã số 19 cũng là một cây giảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi. Nguyên cái cũ nha cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao là ủa bảy quấn. Hoành là được 10 gối nha các cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 68. Rồi. Ngang là được 55. Rồi. Rồi, cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã 20. Rồi. Cũng là cây giảo đa phúc nha các cô chú anh chị. Rồi. Ủa cái củ quá trời cái củ luôn các cô chú anh chị ơi. Rồi. Rồi cái hoành là được 9,5 ạ. Rồi. Hoành cũ là được 22 ạ. Rồi. Rồi chiều cao là được 70. Rồi. Ngang là được 48. Rồi. Rồi cây này em giao lưu với các cô chú anh chị là 650 nha. Rồi mình đợi. Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn nha các cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cuối clip của em là nhắc lại số điện thoại Zalo của em là 0367311849 cũng là số Zalo luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Rồi em chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những clip sau ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tiền cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ chị Tiền trong các clip chốt như clip này. Mong cô chú anh chị mình vào xem ủng hộ cho chị Tiền ha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.